Thánh Gióng Nguyễn Lãm Thắng Đời Hùng Vương thứ sáu Nước nhà đang bình yên Bỗng giặc ân khát máu Sang xâm lấn nước mình Chúng đem quân bạo ngược Đốt phá bao xóm làng Khắp đường quê bến nước xác chết nằm ngộn ngang Vua cầm lòng không được Sai sứ giả mau mau tìm người tài giúp nước Mong thoát nạn binh đao Thủa ấy làng phù đồng Có một chuyện kỳ khôi Cậu bé tên lạ gióng Ba tuổi chưa nói cười Một hôm loa vang gọi Của sứ giả loa loa Ai là người tài giỏi Màu ra cứu nước nhà Gióng đang nằm trên võng Lắng nghe bật dậy ngay vội bảo với mẹ gióng mẹ mời sứ vào đây mẹ sững sờ ngạc nhiên nhìn con như kẻ lạ dù nửa ngờ nửa tin vẫn ra mời sứ giả sứ giả bước vào nhà gióng cất lời dõng dạc hỡi sứ giả nghe ta về tâu vua gấp gấp đúc cho ta một ngựa một chiếc gậy cầm tay và thêm chiếc nón nữa đều bằng sắt đem đây sứ giả vội đi ngay trong lòng vui ra mặt ngựa phóng như tên bay về kinh thành tức khắc gióng cười bà mẹ rằng bây giờ con đói lắm mẹ nấu cơm con ăn để con thêm sức mạnh bao nhiêu nổi cơm nếp cả làng thổi đem sang gióng ta ăn sạch hết không một chút ngại ngần rồi vươn vai đứng dậy thoát hóa thành chàng trai đưa tay chân vung vẫy oai phòng không nhường ai các lò rèn trong nước bận rộn suốt đêm ngày đúc ngựa nón gậy sắt mang về cho gióng xem gióng cầm gậy uốn thử gậy liền gãy làm đôi gióng nhảy lên lưng ngựa ngựa khuỵu chân tức thời mọi người đều kinh ngạc trước sức mạnh siêu nhiên bèn đúc ngựa gậy khác nặng đến trăm người khiêng gióng liền đội nón sắt tay cầm gậy vội vàng nhảy phúc lên lưng ngựa ngựa tung chân hí vang gióng từ biệt mẹ hiền và bà con lạng xóm cùng lớp lớp thanh niên rầm rập sông ra trận giặc ân tràn khắp lối cướp của rồi đốt nhà bức hiếp dân vô tội trẻ già đều không tha gióng cầu mày giận dữ thúc ngựa sát sông lên giặc huênh hoang chống cự gậy gióng dập chết liền ngựa sát càng thêm khoái phun lửa đốt thành cho bất ngờ gậy sắt gãy gióng không hề âu lo vội cúi xuống bên đường nhổ bụi tre làm gậy quất vào đầu đối phương giặc thua to cút chạy đánh đội xong giặc ân cùng đoạn quân chiến thắng gióng cưỡi ngựa qua làng nhằm sóc sơn bay thẳng người đợi sau tưởng nhớ đến công đức của ông nên lập đền thờ tự đức phủ động thiên vương